Khu vực miền núi Nghệ An trải rộng trên địa bàn 11 huyện thị với diện tích tự nhiên gần 1,4 triệu hectare, chiếm 84% diện tích toàn tỉnh. Xây dựng nông thôn mới miền núi Nghệ An vững mạnh toàn diện vừa là yêu cầu nguyện vọng của đồng bào các dân tộc trong vùng, vừa là nhiệm vụ quan trọng đối với sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh lâu dài của tỉnh Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ. Tuy nhiên, với xuất phát điểm thấp, hạ tầng thiếu đồng bộ, nguồn lực trong dân hạn hẹp, nên quá trình triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới các huyện miền núi gặp rất nhiều khó khăn, nhất là các huyện nghèo, vùng cao biên giới. Được đánh giá là xã có nhiều điều kiện thuận lợi để về đích nông thôn mới, nên xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu đăng ký phấn đấu đạt chuẩn chậm nhất vào năm 2025. Nhưng đến thời điểm hiện nay, xã mới chỉ đạt 13 trên 19 tiêu chí. Ba bản đạt nông thôn mới, khả năng không đạt mục tiêu đề ra. Một số tiêu chí khó đối với các xã miền núi như giao thông, thu nhập thì xã đã nỗ lực huy động nhân dân hoàn thành. Trong các tiêu chí còn lại, khó đạt nhất là tiêu chí số 11, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều. Tỷ lệ hộ nghèo bình quân trên địa bàn xã vẫn còn tới 32%. Riêng bản Thung Khạng, dù hạ tầng đã được đầu tư khá đồng bộ, nhưng tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn 90%. Bản Thung Khạng đây là nằm trong vùng sâu vùng xa của xã Châu Bình. Ở đây khó khăn nhất về cái đất sản xuất, đời sống của bà con ở đây. Hầu như cứ trời sáng là bà con là toàn là đi thuê. Hộ nghèo á, tức là toàn bộ là một, tức là 217 hộ. Hộ cận nghèo là từ 28 hộ. Không có tiền để góp để xây dựng nông thôn mới. Về cái chuẩn hộ nghèo nó để tăng lên, nó sẽ kéo theo cái hộ nghèo nó tăng lên không đạt. Bởi vì hiện nay thì nếu mà tính cái thời điểm này hộ nghèo phải là dưới 5% thì hiện nay xã đang còn 32%. Mà mỗi năm ấy, giảm được khoảng 4-5%. Thứ hai là thực hiện cái dự án mà xây dựng hồ chứa nước Bàn Bồng nó kéo dài, nên là các khu tái định cư hiện nay chưa xong, là sắp xếp lại cái khu dân cư thì nó không đảm bảo. Xã đang còn phấn đấu thì có khả năng là cái giai đoạn 25 thì là 30 thì có khả năng là mới phấn đấu đạt được. Sau gần 10 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện vùng cao Quỳ Châu mới có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong đó, xã Châu Tiến về đích năm 2018 và xã Châu Bính về đích năm 2021. Bên cạnh đó, huyện cũng tập trung thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới từ thôn bản và đến thời điểm hiện nay đã có 33 bản đạt chuẩn. Nhiệm kỳ 2020-2025, dù đã hoàn thành mục tiêu đề ra, nhưng huyện tiếp tục lựa chọn các xã có nhiều thuận lợi hơn, tập trung chỉ đạo huy động các nguồn lực đầu tư, nhưng khả năng là không có thêm xã đạt nông thôn mới. Cái địa bàn miền núi, cái địa hình khó khăn về dân cư nó thưa, cái đó một cái đặc thù của các huyện miền núi, không riêng gì Quỳ Châu. Do đó việc đầu tư đặc biệt cơ sở hạ tầng nó rất khó khăn để huy động kinh phí để đầu tư trên một hộ dân. Cái thứ hai nữa là Quỳ Châu cái tỷ lệ hộ nghèo đang rất cao. Cuối 2023 thì huyện Quỳ Châu còn 37,27% tỷ lệ hộ nghèo và 18,25% hộ cận nghèo. Do đó những cái tiêu chí đặc biệt hộ nghèo, thu nhập và nhà ở dân cư và cái tiêu chí môi trường thì những cái xã nó đang rất khó khăn để đạt được. Quế Phong cũng là huyện vùng cao biên giới của tỉnh, huyện nghèo 30A. Huyện có 12 xã xây dựng nông thôn mới thì có đến 10 xã khu vực 3 đặc biệt khó khăn. Đến nay huyện mới có 16 trên 98 bản đạt chuẩn nông thôn mới và vẫn trắng xã nông thôn mới. Năm 2023, huyện có 2 xã là Đồng Văn và Mường Nọc đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới. Nhưng đến thời điểm hiện nay vẫn chưa đạt. Trong đó Mường Nọc là xã được sắp nhập từ xã Quế Sơn và một phần của xã Mường Nọc từ năm 2020. Mặc dù khá thuận lợi do xã Quế Sơn cũ đã đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2019, nhưng do các tiêu chí ở xã Mường Nọc cũ chưa đạt còn nhiều, nên cuối năm 2023, xã Mường Nọc mới hoàn thành 18 trên 19 tiêu chí. Riêng tiêu chí số 2 về giao thông, bà con đã nỗ lực đóng góp 3 triệu đồng mỗi hộ để mở đường, bê tông hóa hầu hết các tuyến nội thôn, liên thôn, nhưng hiện vẫn chưa đạt
vì còn một tuyến đường cấp huyện chưa được triển khai, dù bà con nhân dân đã sẵn sàng hiến đất mở đường. Thực hiện chương trình của cấp trên về xây dựng nông thôn mới, xóm bản chúng tôi cùng huy động nhân dân, thứ nhất là dọn dẹp vệ sinh đường làng ngõ xóm, thứ hai là vận động các hộ giải tỏa hành lang đường nội thôn, và thứ ba nữa là vận động nhân dân đóng góp vật liệu để đổ các tuyến đường nội thôn mà chưa được bê tông hóa, và thứ tư là vận động nhân dân đóng góp vật liệu để xây khuôn viên nhà văn hóa cộng đồng, vận động nhân dân để hiến đất thì nhân dân cũng đồng thuận rất cao, thì nhân dân cũng rất mong mỏi cái con đường này. Với mưa bão thì nhân dân đi lại vô cùng khó khăn. Hiện nay mặc dù đã có danh mục dự án đầu tư, tuy nhiên cũng chưa được khởi công. Do vậy là cái đánh giá cái tiêu chí giao thông này là chúng tôi chưa đạt được, và cũng rất mong muốn rằng các cấp các ngành, đặc biệt là các sở ngành ở tỉnh quan tâm giúp đỡ để làm sao xã Mường Nọc sớm được khởi công cái tuyến đường này để chúng tôi đạt được cái kế hoạch xây dựng nông thôn mới vào cuối năm 2024 này. Hiện toàn tỉnh có 110 xã trên địa bàn 11 huyện miền núi đạt chuẩn nông thôn mới. Trong đó 10 xã đã đạt nông thôn mới nâng cao. Riêng 4 huyện nghèo vùng cao mới có 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới, gồm Tương Dương 4 xã, Kỳ Sơn 1 xã, Quỳ Châu 2 xã và Quế Phong hiện vẫn trắng xã nông thôn mới. Sau gần 15 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nhiều xã ở Quế Phong vẫn đang y ạch với các tiêu chí nông thôn mới, bởi cơ sở hạ tầng còn yếu và thiếu. Người dân chủ yếu sản xuất nông lâm nghiệp, nên tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo còn cao, thu nhập còn thấp. Bên cạnh đó, Bộ Tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới có những tiêu chí chỉ tiêu nhỏ trong các tiêu chí đòi hỏi cao hơn trước, đặc biệt là các tiêu chí về thu nhập, nghèo đa chiều, nhà ở dân cư, giao thông. Trong đó có tiêu chí nghèo đa chiều là tính gộp cả cận hộ nghèo và hộ nghèo, nên rất khó đối với các huyện miền núi. Huyện Quế Phong hiện có đến 11 trên 12 xã chưa đạt hai tiêu chí thu nhập và nghèo đa chiều. Tiêu chí nhà ở dân cư có 9 xã chưa đạt. Quế Phong hiện nay thì tỷ lệ hộ nghèo đa chiều thì rất là cao. Có toàn huyện hiện nay là đối với khu vực nông thôn thì có hơn 65% là nghèo đa chiều. Bên cạnh đó thì hạ tầng cơ sở để đầu tư cho xây dựng nông thôn mới thì cũng chưa được đồng bộ, đặc biệt là hệ thống đường giao thông, thu nhập cũng rất là khó. Hiện nay toàn huyện thì mới thu nhập bình quân đầu người được hơn 35 triệu đến đầu người. Nhưng mà đối với khu vực nông thôn thì có những xã rất là thấp. Cái việc mà xóa nhà tạm bợ hiện nay trên địa bàn cũng rất là nhiều cái nhà tạm bợ trong các bà con rất là khó khăn. Đến thời điểm này có thể thấy hầu hết các xã vùng miền xuôi của tỉnh đã về đích nông thôn mới. Do vậy, kế hoạch về đích nông thôn mới năm nay và những năm tiếp theo đều thuộc các xã vùng miền núi. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo Bộ Tiêu chí Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, hầu hết các xã đều gặp khó khăn, nhất là những tiêu chí đòi hỏi về nguồn kinh phí lớn như cơ sở hạ tầng, đường giao thông, xây dựng thiết chế văn hóa, tiêu chí thu nhập, tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, hộ nghèo đa chiều. Bởi các tiêu chí này đòi hỏi không chỉ riêng sự nỗ lực của địa phương mà rất cần sự hỗ trợ quan tâm của các cấp các ngành. Để nâng cao số lượng, chất lượng các thôn, bản và xã đạt chuẩn nông thôn mới ở khu vực miền núi, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chung sức đồng lòng từ người dân. Các địa phương cũng cần chủ động lồng ghép nguồn vốn hỗ trợ từ các chương trình mục tiêu quốc gia với các chương trình dự án khác để triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới một cách hiệu quả thiết thực, đồng thời huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đẩy mạnh thu hút nguồn lực từ các vùng khác, các nguồn tài trợ để phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Đối với các xã vùng khó khăn, vùng cao biên giới, Ủy ban Nhân dân tỉnh cần ưu tiên bố trí vốn, đầu tư có trọng điểm để các xã này có cơ hội tăng tốc phát triển kinh tế xã hội. Đây là những năm của cuối nhiệm kỳ, thì các cái chỉ tiêu của nghị quyết
đại hội đảng các cấp đã ban hành rồi, trong đó đều có, cơ bản là đều có xây dựng nông thôn mới, thì chúng ta ra soát lại các cái chỉ tiêu đó, đề nghị các đơn vị cấp ủy chính quyền các địa phương ra soát lại để thực hiện đảm bảo chỉ tiêu hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Khi các cơ sở hoàn thành thì ở tỉnh cũng hoàn thành các cái chỉ tiêu đó. Ngành cũng đang quyết liệt để tham mưu ủy ban tỉnh để hàng năm là trên cơ sở cái nghị quyết 24/2020 của Hội đồng nhân tỉnh về chính sách khuyến khích để hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, thì bố trí đủ nguồn lực đặc biệt cho những cái xã mà còn khó khăn hơn nhưng mà quyết tâm để vươn lên về đích nông thôn thì có sự hỗ trợ thỏa đáng và tích cực theo cái nghị quyết để đảm bảo đủ nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới. Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng các xã khu vực miền núi Nghệ An đã nỗ lực chủ động trong thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Người dân ở một số địa phương cũng không còn tư tưởng trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước, nên đã phát huy hiệu quả các nguồn lực tại chỗ. Ý chí phát triển kinh tế, nỗ lực thoát nghèo, chung sức xây dựng nông thôn mới của người dân cũng ngày càng cao. Một số xã đã tận dụng lợi thế riêng để giải quyết những vấn đề căn cơ cấp thiết trong đời sống dân sinh. Chọn tiêu chí dễ làm trước, chọn thôn bản xây dựng nông thôn mới trước để từng bước đưa xã về đích nông thôn mới. Những năm qua, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở các huyện miền núi đã có sự chuyển biến rõ nét. Hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu được đầu tư cơ bản, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp được bảo tồn, phát huy, góp phần tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội. Thời gian tới, với sự đồng hành ưu tiên các nguồn lực từ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình dự án của tỉnh, các xã khu vực miền núi sẽ có thêm động lực để phấn đấu về đích, góp phần hoàn thành mục tiêu kế hoạch xây dựng nông thôn mới của tỉnh.